Kính chào quý vị và các bạn thân mến. Thì đây là một con Exeter 50. Con Exeter 50 nha các bạn, mình đã hạ máy xuống rồi. Đó, đây cho các bạn xem con Ex. Đây là Exeter 50 đến từ Long An. Đến từ Long An nha các bạn. Thì hôm nay Ex 50 này lại mình á thì lên trên 110 này kia. Lên 110 gút tay. Lên 110 gút tay xài nòng alpha hết các bạn, alpha nhưng nòng hàng nhái thôi chứ không có nòng chính hãng nha các bạn. Thì mình lên 110 thì từ lâu thì mình cũng đã có chia sẻ các bạn, thì 50 mà lên 110 thì cần những gì, làm những gì thì mình có chia sẻ rồi, mình sẽ không nói lại nha các bạn. Đó, đây là cái lốc bơm nhất rồi, và cái lốc bên kia bên số máy thì đã cơ khí lại và móc lốc và gen này kia lên hết trơn nha các bạn. Đó, móc họng lốc đồ để cái nòng vô. Thì đây là combo đồ của nó. Để mình kéo qua bên đây cho các bạn xem nó, cho nó rõ một tí ha. Là combo đồ đặng lên chiếc này ha. Thì hiện tại chiếc này là lên trên 110 gút tay. Gút tay xài nòng alpha nhưng nòng này được đóng và sấy lên 54 nha các bạn. Đó, nòng này nòng mới ha, được đóng và sấy lên 54. Thì cái này cũng khách, từ khách cũng yêu cầu mình quay clip. Đó, mình cũng quay, mình cũng chia sẻ các bạn E50 này lên nó như thế nào ha. Đó, thì chiếc E50 này hiện tại thì nói chung là lên full 110, nói giống vậy thôi. Đó, tại lên full 110 thì chúng ta đã làm lốc này kia lại ha, lốc này kia bơm nhất rồi. Đó, dên 110, dên 110 gút tay nha các bạn, gút tay ghim ha. Đó, để xài cái nòng giả alpha này là cái nòng 97 nha các bạn. Nè, cái nòng 97 nè, nhưng mà cái nòng này đã được đóng và sấy lên 54 nha các bạn. Đó, sấy lên 54. Đầu bò thì hiện tại là đi sức bắp 24, 26 là cái đầu bò lò của tiệm mình ha. Đó, xong. Thì chiếc E50 này thì dĩa cam nó là dĩa cam nhỏ nên mình phải mua cái dĩa cam lớn ha. Xài sên cam thì sên cam xài nòng 97 nhái alpha thì sẽ xài sên cam là 88 mắt nha các bạn. Đó, đây thì mình có cùi xông 7 ly. Đó, rồi bánh này bánh đỡ cam để gắn bên cái lốc số chế. Thì hôm nay mình sẽ đi lại cái bình bông mai này ha các bạn, cho chiếc xe này. Nó cò thì cò mỏng, cò rơm. Đó là xo đậu độ. Đó, cây cốt cam mà cao quá nha các bạn. Cốt cam mà cao quá nó cũng không có tốt đâu ha. Đó, mình đi cốt cam từ 7 ly 2 này kia trở lại thôi. Đó, xe này cái em trai này thường xuyên đi xa thì mình làm cốt cam nó cũng không có cao hung đó các bạn, vừa đủ chơi thôi, vừa đủ xài đó. Đó, lò xo nồi độ và cái nồi dán búa cước. Đó, búa cước độ. Còn cái nồi lá này thì mình canh theo bài của mình, thì tự lên mình canh. Thợ tiện không có canh các bạn, tự lên mình canh. Đó, thì combo nó như thế này. Thì đây là bơm nhớt, cái bơm nhớt rồi 110. Mà cái bơm nhớt này á, có mấy cái câu châm ngôn ở trên đây á, đọc đã lắm các bạn, để mình đọc cho các bạn nghe nha. Nè, cái này nó bị gắt một chút nha các bạn. Nè, cảnh cáo, cảnh gì, cảnh cáo hả, cảnh cáo cùng ngành. Đó, xuống đây chữ đây là cái gì thành tinh vô giá. Rồi xuống đây có cái câu này nào mình chốt nhất, là mình khóa nhất là cái câu này. À, các bạn thấy câu này không? Làm giả đê hèn. À, phải đâu mà nha. Làm giả là đê hèn ha. Ai mà nhái đồ của người ta làm giả này kia là rất là đê hèn. Đó, mình phái câu châm ngôn này của cái hãng sản xuất ra cái bơm nhớt này. Đó, nhưng mà mình sợ thương hiệu bản quyền, mình không có quay lại bên thương hiệu đó cho các bạn xem ha. Đó, ghê chưa? Những câu châm ngôn ở trên này rất là hay ha, rất là hay. Cảnh cáo cùng ngành nè. Đó, làm giả là đê hèn. Ai mà nhái đồ của người ta làm giả thương hiệu của người ta là rất là đê hèn, biết chưa? Hả? Lên đây chắc là nói vậy cho mấy ông kia, chứ không mấy ông mà làm giả đồ nhái hàng nhái chắc mấy ông chữ dữ dằn. Thì cái bộ nồi này là mình định lên cái bộ nồi 6 lò xo cho em trai này luôn. Nhưng hiện tại là ở bên chỗ mình là hết cái bộ nồi 6 lò xo rồi các bạn ơi. Nên mình đã canh lại và đi cái 4 cái lò xo độ. Đó, 4 lò xo độ. Đó. Tại vì hết hàng, bên 6 lò xo bên mình hết hàng rồi, chứ đi cái nồi 6 lò xo thì im hơn. Nó ok hơn.
Đó. Thì cốc cam này mình chọn cốc cam là mình đi hai lỗ luôn nha các bạn. Đó, thì lên combo này á, thì xài đầu bò lớn rồi, tại vì cái đầu bò có ẹt 150 nó nhỏ á, thì các bạn mua thêm cái nắp tròn này ha. Cái nắp tròn lớn nha, cái nắp tròn lớn mình ở ân kia á, mình chưa có gáp nên mình chưa có đem ra. Đó, còn tất cả đồ cũ dên bọng này kia xong rồi bỏ ra hết nha các bạn, giữ chuồng heo mấy cái lạc giặt lại thôi. Đó, còn nhiều là trong ruột là bỏ ra hết, đầu nòng này kia là bỏ ra hết luôn, không có xài tới. Tại đầu nòng nó nhỏ rồi. Thì em trai này từ Long An vô thì xe thường xuyên đi xa. Đó, thường xuyên đi xa nên mình cũng làm cốt cam độ vừa tới thôi chứ không có cao hung nha các bạn. Đó, thì nguyên combo nó như thế này. Đó. Khi làm thì cái đầu bò này mình nó có phá chảo số bắp lớn sẵn rồi. Thì lúc làm thì chỉ có đem đầu bò này đi theo cho cái chỗ tiện á. Người ta mà vớt theo cái trái bê tông 54 đầu lòi này nha các bạn. Đây là bê tông 54 đầu lòi. Đó, đầu lòi khoảng 4 ly nha các bạn. Đó, đầu lòi khoảng 4 ly để vừa theo cái chảo này, tại cái chảo này nó cũng hơi rộng. Đó. Bình xăng này á, thì mình mua là tại chỗ canh sẵn cho mình luôn nha các bạn. Đó, các bạn nào muốn mua cái bình xăng chưa canh thì các bạn mua, còn nếu mua bình xăng canh rồi thì mua. Bình xăng canh rồi thì nó hơi mắc hơn. Đó, nhưng mà lên xe canh rồi với không canh gì lên xe cũng phải canh lại thôi. Tại vì lên xe này thứ nhất là dàn lửa mình nữa nè. Đó, rồi mình phải canh theo dàn lửa, thứ hai là tùy theo trái 53, 54 này kia hoặc 56, 55 rồi ha. Để mình canh theo cái dàn hơi ở trên xe chứ giờ canh sẵn rồi về đâu phải mà gáp vô là chạy được đâu. Ở dưới cái phần thứ hai á, dàn lửa này á là em trai này sẽ đi về nữa, đi về Long An rồi lên dàn lửa sau nha các bạn. Bô thì có cái bô mà giống xì bắt gì đó. Bô xì bắt nhái đó. Bô xì bắt nhái thì cũng đã thường thường các bạn ở trên mạng thường gọi là bô ẹt đó. Mình gọi là bô xì bắt nhái thôi. Nó cho nó nằm vậy. Rồi bây giờ mình sẽ đi rửa này kia rồi mình gáp máy vô xong rồi mình sẽ quay clip lại nổ máy cho các bạn nghe ha. Đó, thì trong quá trình gáp máy thì những clip cũ mình đã có hết trơn nha các bạn. Thì xe này hiện tại là đi lọc gió trụ nha các bạn. Lọc gió trụ. Đó, lọc gió trụ như thế này thì cái lọc gió này á, là có giá là 100 mấy ngàn nha các bạn. 100 mấy ngàn tại chỗ mình bán ha, còn của bà các bạn ở chỗ các bạn á, thì bao nhiêu mình không biết. Thì nó cũng có một cái loại giống giống gì nè, nhưng mà nó không có chất lượng bằng thằng này. Khi chạy nhầm khi mà đụng phuộc này kia là nó văng cái này ra luôn. Đó. À, sáng mình mua cái này là mình thấy cái này chất lượng nè, nó dính liền là hết trơn luôn các bạn, chứ nó không có mà giống cái kia rồi mình gắn trên chiếc xe kia chạy ra ngoài kia mình kéo ngang cái dốc cái làm cái bụp cái rồi về tiệm mất tiêu cái này luôn rồi tốn. Hình như là cái kia có 90 ngàn hay gì à, 90 hay gì à? Cái lọc gió trụ kia mình mua có 90 hay gì à? Nhưng mà cái này tới 100 mấy là nghe các bạn. Đó, chỗ các bạn bán nhiều thì mình không biết, nhưng mà chỗ mình là bán vậy. Thì cái lọc gió trụ này thì rất là dễ canh cho mình ha, dễ canh tại vì gió nó lấy gió ngoài rất là nhiều, mình dễ canh hơn những cái lọc gió gin. Đó, lọc gió gin là mình canh bình xăng canh gió này kia lại nó cực lắm, còn như cái lọc gió đó thì mình rất là dễ canh. Rồi bây giờ mình sẽ đi rửa đồ các bạn ơi, đi rửa đồ và gáp vô. Gáp vô rồi mình sẽ nổ máy cho các bạn nghe, rồi mình chạy thử rồi á, rồi mình sẽ nói cái cảm nhận của mình như thế nào cho các bạn nghe ha. Mình làm xe xong là chủ xe biết, mình biết là được rồi, là ok rồi. Đó, không có cần mà phải đi ra mà phải thể hiện, mình không thích như vậy. Đúc rồi, được rồi, có thử xe thể hiện rồi. Đó, thể hiện tắt kiếm tiền luôn, rồi xóa clip bỏ luôn. Đó, vậy đó, tại vì nguyên tắc cộng đồng các bạn này kia, thứ nhất là hạn chế kiếm tiền, thứ hai lần đầu nó cảnh cáo các bạn là nó không cho bình luận, nó vô hiệu quá, rồi sau đó từ từ nó sẽ tắt kiếm tiền nguyên kênh của bạn luôn đó. Mà làm YouTube mà không có tiền hỗ trợ thì làm cũng như không, tim mà đam mê thiệt. Đây mình làm YouTube thứ nhất là mình có tiếng, không phải là có tiếng giờ mình giỏi gì, có tiếng có nghĩa là mình làm YouTube như thế này nhiều người biết, người ta sẽ lại người ta ủng hộ tụi mình đó. Cái thứ hai là YouTube họ sẽ có tiền này kia để cho những YouTuber này kia, các bạn là YouTube trả tiền cho những YouTuber. Đó là số tiền đó, YouTuber nhiều những cái trang mạng khác người ta không làm về xe cộ, nhưng người ta làm về ăn uống này kia, người ta sẽ đầu tư vào đó, cái số tiền lấy từ YouTube đó, người ta đầu tư vào những món ăn đó, ví dụ như là
cái gì đồ ăn siêu to siêu cay gì đó, giống như bà Tân Vlog gì đó đó. Khi mình ta lấy tiền YouTube rồi, người ta sẽ làm gì cái đam mê của người ta, có tiền rồi người ta sẽ có những cái hỗ trợ đó để người ta làm cái clip sau đó nó hay hơn, lấy số tiền đó để người ta đắp bù vô những mà cái thứ người ta làm đó. Còn mình cũng vậy, mình lấy tiền từ YouTube về mình cũng lấy thêm cái phụ tùng này kia, hoặc là mình làm mình đặt những cái đầu bò như thế này đó sẵn, hoặc là mua nồi 6 lò xo này kia sẵn có vốn rồi mình mua thì nó dễ hơn đó, để có khi các bạn đến tiệm nhiều khi là làm nhanh hơn. Chó phá chảo cái đầu bò làm số bắp này là rất là lâu, 2-3 ngày lận đó, mình đặt là làm trước luôn rồi. Thôi giờ nói chuyện nhiều quá, giờ mình sẽ đi rửa đồ và gáp vô, xong rồi mình sẽ nổ máy cho các bạn nghe, giờ mình chạy và mình cho các bạn biết cảm nhận như thế nào ha. Rồi ok, rồi ok các bạn, thì chiếc E50 này thì mình đã gáp xong và mình cũng đã chạy thử rất là nhẹ, máy rất là ok. Thì cái bài dên 110 rút tay này á, thì nó chạy rất là ok rồi đúng không, nước đề ba này kia á, là nó nhanh dữ lắm đó. Hiện tại á, là mình sử dụng dĩa gin là dĩa 40 luôn các bạn ơi, dĩa gin theo xe này là dĩa 40, cái nhầm cái dĩa ăn sao ha đó, cho chạy nhẹ máy. Còn nếu mà nữa mình giao xe cho chủ xe á, thì chủ xe chạy còn sao, nếu mà chủ xe muốn chạy có tốc độ á, thì xuống dĩa thì thôi, xuống dĩa sau 36 hay là gì đó để cho chạy có tốc độ. Nhưng mà nếu mà nó có tốc độ thì mình đề ba nó hơi yếu luôn, lúc nào cũng vậy. Dưới cái phần mình xuống dĩa rồi là số 4 hơi bựa, cái này để nữa để cho chủ xe chạy gần sau chứ mình chạy thì ok đó, rất là ok đó. Test dần hơi và rất ngọt ngào các bạn. Hôm mình rua đai khoảng là đâu từ 9 giờ mình rua đai tới 3 giờ sáng luôn đó. Hôm nay mình làm 3 giờ sáng lận, tại vì mình phải gã chiếc siêu út này nữa nè, chiếc này cũng lên full 110 đó, nên vừa rua đai vừa gã luôn, mình xăng rồi mình canh ok hết rồi. Rồi, mở máy cho các bạn nghe gì đâu ha. Rồi, chiếc xe này á, mình cũng chả biết làm sao luôn á. Đây là hai miếng ngon 54, ngon chặt của mình nè, thấy không các bạn, thấy không, hai miếng ngon 54 ngon chặt. Nhưng mà khi mà gáp vô rồi á, chạy đi ra thử là hồi nãy dắt bộ về bị tẹt con nè, thấy không, bạn thấy tẹt con không, hai miếng luôn đó. Vậy mà gắn cái miếng ngon đỏ, ngon đỏ thì thợ sửa xe ai cũng biết rồi, gắn miếng ngon đỏ bình thường vô, miếng ngon tàu lao vô mà chạy không có sao hết, biết là khó hiểu quá trời luôn. Hai miếng ngon chặt của tôi, trời ơi uổng gì đâu. Các bạn nói thì nhiều người nói thì hai miếng ngon này không có nhiêu tiền, nhưng đối với thợ mình là nó quý lắm đó. Với phần thứ hai gã đầu bò vô, gã đầu bò ra rồi mất thời gian lắm, biết không hả, mất thời gian mà mất hai miếng con nữa đó. Tại vì dàn hơi á, lực quá trời các bạn, cái đồ lòi mà đi tay ghim mà tay gút nồng alpha nữa là nó chạy dữ lắm luôn, trời ơi tẹt con hả, giờ hết tẹt luôn nè, thấy không, con không chạy khỏi ta đâu con trai, to be tình yêu. Rồi qua cho các bạn xem như vậy thôi, thì mình test như thế thì cảm giác của mình là chạy được. Thì chưa giao xe cho chủ xe thì chủ xe chạy được hay không được á, thì để nữa mình tính với chủ xe sau, như vậy thôi đó. Xe này hơi bị dư dây ga nè, hồi tăng đưa lên vậy thôi, có tàu tăng đưa nè. Rồi tạm biệt các bạn nha.